Việt Nam ơi giống hùng thiên, ngàn năm lưu danh sử sách. Kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Văn Thuyết. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bà con và các bạn về cái kỹ thuật làm chuồng nuôi chuồng hương hiệu quả nhất. Bây giờ xin mời quý vị cùng bà con theo dõi cách chúng tôi làm các loại mẫu chuồng chuồng hương nuôi hiệu quả nha. Kính thưa bà con, chúng tôi giới thiệu cho bà con về cái mẫu chuồng đầu tiên là mình làm bằng chuồng inox. Cái ưu điểm của cái chuồng này á là nó sạch sẽ và chúng ta có thể nuôi được trong nhà và tránh tình trạng nó hôi hám. Cái thứ hai, chúng ta có thể nuôi trong sân thượng. Cái thứ ba là cái độ bền tuổi thọ nó lâu. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm rằng là cái chi phí mà để làm cái chuồng này á là nó cao, giá trị nó cao bởi nó làm bằng inox. Đây thì mình thiết kế bằng cách là mở ra, mình mở ra mình đặt một bên đây là cái máng, cái thao thức ăn, còn bên đây là thao nước giả sử vậy đó. Rồi mình đóng lại, mình đóng lại thì con chồn nó ra không được. Và khi cửa đó mình làm cái cửa lùa, cửa lùa đó, cửa lùa qua lại. Dưới này là mình thiết kế một cái máng nước, thì khi con chồn nó ỉa phân xuống dưới đó thì mình xịt nước nó sẽ trôi đi. Mình xịt nước á thì nó sẽ trôi đi và nó sạch sẽ. Và cái chuồng này mình có thể lắp ráp được. Nếu như bà con muốn thiết kế cho các chuồng đi qua lại với nhau đó, thì mình vặn ống trên này ra, mình rút cái này ra thì chuồng nó sẽ qua lại, chuồng qua lại. Và cái máng này khi mình xịt nước nó thoát ra ngoài, nó thoát ra ngoài á thì nó sẽ trôi xuống một chỗ và mình có thể dẫn ống nó ra ngoài, hoặc là mình có thể dùng cái thao vậy đó, mình hốt phân đó, cái phân nó mình gom lại và mình sẽ ủ và mình bón cho các cây trồng vẫn là tốt. Bà con sẽ coi cận hơn đây, ví dụ như là cái cửa bà con có thể mở nè, cái vách này bà con có thể lấy qua lại nè. Tuy nhiên một chuồng mình vẫn phải nuôi một con cho nó đảm bảo là sạch sẽ, không bị bệnh tật đó. Mình có thể làm được 2 tầng 3 tầng tùy. Đây là cái ưu và cái khuyết của cái mẫu chuồng chuồng này. Giờ xin mời các bà con mình sẽ qua quan sát mẫu chuồng chuồng thứ hai. Đối với mẫu chuồng chuồng như thế này á thì cái kinh phí mình làm nó ít hơn và cái hiệu quả nó cũng cao hơn so với chuồng kia. Chuồng kia đẹp hơn nhưng cái hiệu quả nó chưa cao bằng cái chuồng này. Bây giờ xin mời bà con đi theo tôi từng dãy cho nó dễ quan sát. Dễ quan sát. Ví dụ như cái chuồng này thì bà con thấy nó gì nè. Chúng tôi làm thì nó cũng đơn giản thôi. Thì nó hơi ngược sáng, chúc bà con thông cảm nha. Đối với chuồng inox hay là chuồng sắt rồi đó, mình cũng làm là chừng 7 tấc vuông hoặc 8 tấc vuông là vừa rồi. Chứ mình không cần phải làm nhiều quá hay là to quá. Ví dụ từ đây bà con làm 8 tấc hay là 7 tấc vậy đó, cao cũng 7 tấc thôi. Mà chiều sâu cũng 7 tấc thôi, bà con có thể mở ra. Ha, thả chuồng ở đây. Cái lợi chỗ này á là cái kinh phí mà làm chuồng mình ít. Và khi bà con lưu ý là bà con hay làm cái sàn với cao một tí xíu để khi mình dọn phân á, khi mình dọn dẹp phân nó đỡ hơn. Và tuy nhiên một con bà con cũng phải nuôi từng chuồng từng con để tránh tình trạng như là lây lan dịch bệnh này kia vân vân. Đó là những cái mà bà con cần lưu ý trong vấn đề này. Bà con chỉ cần làm cao 7 tấc. Ha, sâu 7 tấc, cao 7 tấc. Thì cái chuồng này thì bà con hàng ngày bà con phải quét phân ở dưới á. Và bà con xịt nước, rửa nước cho nó sạch. Thì xin mời bà con bước qua đây xem cái khu nuôi chồn nữa. Đối với cái khu nuôi chồn bên đây á thì nó cũng giống như bên kia. Tuy nhiên bên nào nó cũng có cái ưu khuyết của nó hết. Ví dụ như bên đây. À, bên đây bà con thấy chúng tôi cũng làm vậy đó, sạch sẽ. Ha, các cái cửa chuồng á, các cửa chuồng mình có thể mở ra mở vô bình thường. Đây, bà con thấy mình cũng làm nút gài, mình mở nắp ra. Ha, cho chuồng ngang xong cái mình đẩy lại. Chiều ngang của chuồng á cũng là 70. Sâu cũng 70, cao cũng 70.
còn cái chân dưới cao thấp là do mình thôi, nhưng mình làm sao sạch sẽ. Đối với những cái chuồng mà mình nuôi trong nhà thì mình tránh tình trạng là mưa hắt gió lùa nhiều quá thì con chuồng nó sẽ khỏe mạnh và nó mau lớn hơn. Rồi tránh tình trạng là mình nuôi có những nơi mà không có đất thì mình sẽ nuôi dưới đìa đó, thì cái hơi nước nó không được tốt của chuồng cho mấy. Cho nên là trong quá trình nghiên cứu và nuôi lâu dài, chúng tôi nhận thấy là mình nên nuôi những cái làm những cái mô hình chuồng nuôi trong nhà ha, và để tránh tình trạng làm trên sàn này kia. Tuy nhiên là có một số bà con thích làm sàn thì làm sàn, nhưng kinh nghiệm của chúng tôi thì nuôi chuồng thì mình nuôi trên khô, bởi đặc tính hoang dã của chuồng mà là sống ở trên cao chứ không sống ở dưới thấp. Rồi xin mời bà con bước qua xem cái mẫu chuồng kế tiếp, là mẫu chuồng thứ tư. Đây là cái mẫu chuồng thứ tư. Đối với mẫu chuồng này thì mình nuôi tập thể số nhiều và nuôi cho sinh sản là chính. Thì bây giờ xin mời bà con đi qua một vòng, rồi sau đó chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho bà con. Đối với một chuồng thì mình cũng làm một vậy đó ha, bà con xem đây. Chúng tôi có thể làm nhiều mẫu chuồng để cho bà con nuôi cho nó thoải mái hơn và thích hơn. Đó, chúng tôi làm từng lần tầng tầng. Tuy nhiên chuồng nào thì mình cũng phải làm cho nó sạch sẽ, chứ không được làm mà dơ giấy. Bây giờ chúng tôi sẽ quay chi tiết hơn, phân tích chi tiết hơn cho bà con. Đối với những cái chuồng mẫu này thì chúng ta có thể làm bằng tầng. Bây giờ bên đây đi, tầng. Thì bà con quan sát kỹ ha. Như vậy thì đối với những chuồng này thì mình mua những cái sạp mũ mà người ta nuôi chó nuôi heo ở ngoài thị trường có bán á, thì chiều ngang nó chỉ có 6 tấc thôi. 6 tấc như vậy thì mình làm chiều sâu là 6 tấc luôn. Thì một chuồng mình sẽ thả một con vô tư. Ví dụ như chuồng này nè, đối với cửa thì mình sẽ làm hết luôn. Cái ưu điểm của chuồng này á là nuôi được nhiều, nhưng cái khuyết điểm là mình dọn dẹp nó khó hơn. Cho nên là khi mà làm 4 tầng thì mình nuôi 2 tầng thôi, cho nó nhảy lên nhảy xuống á, nó hay hơn đây thằng chuồng này nè. Đó, hay là bà con thấy là khi mình cho nó ăn cái gì đó thì nó mình sẽ cho phía dưới này và nó trên này, còn đối chuồng trên mình cũng cho ăn đây và mình nó ở bên kia, mình thấy ở bên cao. Cái nào nó cũng có hai mặt ưu khuyết của nó. Tất cả nuôi chuồng thì mình phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của mình là chính thôi ha. Mà khu này thì trong quá trình nuôi thì bà con hạn chế người vô ra để tránh tình trạng mà nó lây lan cái dịch bệnh, nó cũng không có tốt. Đó là những gì tôi chia sẻ với bà con. Đó, nếu bà con quan sát đó, tất cả chuồng thì chúng tôi cũng làm là công khai hết, bà con có thể đến tham quan bất cứ lúc nào. Rồi kính thưa bà con, như vậy thì nó có 4 cái loại chuồng mà chúng tôi đã làm cho bà con xem, hy vọng rằng bà con có thể làm được. Điều lưu ý là đối với những chuồng nào mà nuôi chuồng á, mình sẽ đánh số vô, dù con số mấy, con số mấy, con số mấy. Bởi chi? Bởi trong quá trình nuôi mà không may chuồng nó có con nào bỏ ăn, hay là con nào đòi đực, hay là con nào lên giống, con nào phối chưa đạt, con nào phối đạt rồi, thì mình sẽ ghi chép vào cuốn sổ và mình sẽ xử lý là tốt hơn. Còn nếu như bà con nhớ rồi thì bà con không cần. Như vậy chúng tôi sẽ đánh dấu từng con ha. Rồi nếu quý vị có nhu cầu hãy đến số 79 đường Phạm Ngọc Thạch, khóm 10 phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, để xem những cái mẫu chuồng nuôi chồng cũng như là công ty chúng tôi chia sẻ con giống tốt nhất cho bà con. Con giống chúng tôi cung cấp cho bà con thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cái thực nuôi trong suốt quá trình nuôi và bao tiêu đầu ra. Rồi xin cảm ơn bà con. Bà con thấy hay thì hãy đăng ký kênh YouTube và chia sẻ những video cho những người khác đều học hỏi.